Anh chị đang xem trên kênh của Minh Vlog. Ngày mới Linh chúc cho cô chú anh chị luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay tới cử đi thăm 12 cơ ngục, thăm 25 cái của Linh á. Mong rằng là bữa nay á là vô mánh như được rồi, đợt trước cũng được nữa. Đợt này là thăm, lần này là lần thứ hai của anh chị. Mong rằng là vậy nha. Thì nay Linh đi, Linh cũng có đem thuốc mũi nữa, thì cũng có nhiều cô bán chị kêu Linh xếp theo đi che nhãn hiệu lại nha. Đây xếp theo nha anh em. Linh xếp thử coi nó có hiệu quả hay không. Nếu nó không hiệu quả thì nó cũng đỡ anh em ơi, chứ vô tràm là mũi thôi khỏi nói luôn. Nếu mà anh em mà không phải ở nông thôn là có thể là không chịu nổi nha anh em, có thể thôi nha, chứ linh thì Linh chịu không nổi rồi đó. Nhưng mà cái nghề phải chịu thôi anh em ơi. Hồi đó không có ăn học như người ta nên là mình phải thiệt thòi thôi. Linh thì không có biết nói chuyện đâu. Rồi bây giờ Linh để Linh xức thuốc chống mũi vô rồi Linh đi thăm nha. Mong rằng là vô những con mà khủng á. Rồi tới cái đầu tiên. Thì cái đầu tiên này á là ẩm cũng thăm lần đầu tiên luôn nè. Chạy được 4 con lươn bự nè, với một con rắn lịch. Cái này phải mở trước anh em ơi, chứ dở trước cũng được. Rồi cái con gì táp. Thì Linh lòn vô cái bùng bông này nè. Hồi hộp quá anh em ơi. Khủng. Ý con rắn trung quá trời bự luôn. Vô rồi. Lươn đâu. Trời ơi con rắn trung. Hết biết không nè anh em ơi. Con rắn trung vô, con lươn nào dám vô. Thánh thần thiên địa hội ơi. Rồi giờ đi Linh bắt ra nha. Trời ơi Linh đang giá Linh thấy cái lỗ, nó vùi cái lỗ tà bá nện luôn anh em. Cái đó có lương á. Ra rồi. Lỗ bằng tay cái vậy. Cái vùi, dấu vùi ra gõ gàng luôn. Rồi luôn. Đây một con rắn trung nữa nè. Chưa dở là đã thấy rồi anh em. Long thuyền kiếm con rắn trung này luôn nè. Trời ơi. Này ổ rồi. Khui thứ cái được có con gì nữa không. Ê có gì nhà nhung dính dưới. Đỏ. Đỏ này mui. Đỏ. Trời ơi. Con rắn trung với con cá lóc. Trời ơi lương đâu. Nè cá lóc nè anh em. Thì kinh chứ. Mất nước rồi. Rồi giờ để đổ nó ra nha. Cái thứ hai. Để khui hàng trước cái. Ê, có con gì? Có con gì nó mới nhúc nhích. Đó. Ui. Trời ơi con lươn lỏng khổng lồ. Anh em ơi. Vô rồi. Hàng để lên trời. Nè, thấy chưa? Đây, thấy không? Lỏng không? Được rồi. Tụi con mấy con? Một con. Vô rồi, anh em ơi, vô rồi. Đây nè. Vô rồi. Trời nắng quá nè. Ở đây. Đó anh em, đó. Anh biết rồi. Có nước khó xem anh em nè. Rồi giờ đây đổ ra nha.
cái thứ hai là phải lụm liền nha em. Hết biết rồi. Nêu ơi, đã không, đã không? Đó, cứ mỗi đầu một chạy một con thôi, hai đầu chạy hai con gì thôi anh em, mà 25 cái là nhân lên dữ lắm nha, mà lượng đồng này nó nặng nữa. Hết biết rồi, hết biết rồi anh em ơi. Gắn không ham anh em, gắn ít tiền hơn lương. Cột cực kỹ sợ nó ruột, không ngờ chứ đừng tháo thì nó khó. Tiền mấy ốc ra thả cá sặc ra luôn. Có cá sặc bự này lụm rồi, lụm gạo ui lượm khói, lượm khói hai con luôn, hai con luôn, lượm gạo anh em ơi nè. Hết biết rồi, hết biết rồi anh em ơi. Ôi đầu này còn dữ hơn đầu đắng nữa nè. Hết biết chưa, lượm rồi, lên đổ ra nha. Con khổng lồ đó, đã không em ơi, đã không, vô rồi, hết biết hàng lương không nè, nó dằn mách luôn, lương đồng nha anh em, sức chết phèo này đỡ thì anh em, nãy giờ nó không cắn mặt nữa, nhưng mà nó lâu lâu có con nó cắn tay. Đó, cô chú anh chị nào có ăn lương đồng hãy liên hệ lên nha. Qua số điện thoại là 0367 538 315. Linh cũng có bán mật ong, rồi rượu ong, rượu tàn ong nữa nha anh cô bánh chị. Hãy liên hệ Linh nha. Đó, lâu lâu đừng con cắn vậy nè. Vô rồi, bữa nay tổ đãi Linh nữa rồi. Hết hộ nó giết nó, trong tụng nó phóng ra thôi rồi. Nhờ có tấm lưới cá bỏ ra anh em ơi, cá nhỏ nhỏ bỏ ra. Cắn mặt không được, giờ nó cắn tay không anh em, khôn thiệt chứ. Nghe con gì đây? Ôi thác lát, con thác lát anh em ơi. Khui hàng trước đây, có con gì không? Khui trời ơi, lông thằng kim luôn,
Đây nè anh em ơi. Nè. Anh em thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Đó, đó. Hết biết rồi. Hết biết rồi. Ôi ôi mừng quá anh em ơi. Mừng quá. Trời ơi. Nè, nó cái đầu nó nè, nè. Đó, hết biết chưa? Hết biết chưa? Rồi giờ để Linh. Linh đổ ra nha. Lụm gạo rồi. Giờ mở cái đầu này trước. Nó mạnh quá anh em ơi, nó mạnh quá, khó nhìn quá ta, khó cũng hơi khó xem, tại cái túi này nó cục quá, mình tóm lại không được nè. Đó, cái này rõ hơn rồi nha anh em. Con thắt lát nó che bớt lên rồi. Họ biết không? Vô rồi, vô rồi. Lụm em thắt lát luôn. Rồi đầu này coi sao. Đầu này lụm hai con coi. Hay hơn đầu đắng nha. Rồi luôn. Ý được lấy con súng. Rồi. Con súng nó tiêu này. Rồi. Ở đây nè. Đây nè anh em. Đừng gắn con súng. Rồi gắn này Linh để lại nha. Để lại đặng cho nó kiếm lỗ gách. Rồi từ xa là Linh thấy nó cái đuối nó ướt ướt rồi anh em ơi, chắc cá quá. Trời ơi cá là thua luôn. Bất lương có tiền hơn nè, nó ướt ướt nè, cũng ấn ấn. Lưng bự. Vô rồi. Trời ơi, vậy đó anh em ơi nè. Vô đâu rồi. Nè. Đó, đặt không. Đó. Trời ơi, thương người. Hết biết con lượng rồi. Nó lên trên rồi nè. Đó nè. Đâu rồi, mình cầm nó thụt xuống rồi nè. Đấy, cái đầu nó đây. Cái chuối nắng này. Rồi để Linh bắt nó ra nha. Chạy cái con cũng được. Vì nó nôn quá nè. Lương nó có tiền. Đã chưa? Có ốc nè.
Cây tràm nó, tự nhiên cây tràm nó ngủ. Đó đây nè. Đó đẹp đâu. Sao khó thấy quá ta. Cái này mà khó thấy không nè. Đó, đó. Đó, ở vậy đây nè. Đó, đào nè, đào. Rồi, nó vô. Trời ơi, quên mở này trước. Mở này trước, mở bằng hai tay nó dễ hơn. Đồng kia không biết sao nè. Đồng kia lụm con khủng khủng mà. Chà, có sâu tim nha anh em. Có sâu tim. Biết phải tim không nè. Phải tim lương không. Hùi hùi. Hùi lương bự lương bự. Một con hèn chi. Có tim mà. Rõ ràng. Mày hả bưởi. Cái nó sôi sôi mà biết có rồi. Đây đây nè, nè. Ngon ngon, không bự hung nha, cũng được 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 được. Rồi giờ để lên xử lý nó. Nó mạnh ghê luôn quý vị. Không chịu xuống. Nó bỏ vô không à. Ôi, con lươn nó bự. Vô rồi anh em ơi. Đó. Nè. Đây nè anh em ơi, đó. Đã chưa, đã chưa. Vô rồi. Vô rồi. Đó, cái đầu ảnh kìa. Rồi. Lụm em. Vậy tới mới nôn anh em ơi. Thăm mà không có chán lắm. Đó. Chị nó mới đã. Hợp biệt. Vàng đã không. Rồi giờ đây lên đổ vô nha. Cho anh em xem lại cái nữa nè. Trong chuồng đắng gì đó.
chưa thương nó vùi lỗ rồi nha. Nè. Chưa thương nó vùi hết lỗ rồi. Luôn luôn luôn. Đó nghe nè. Lụm gạo. Trời ơi. Vị dân Nhật cũng vẫn còn nha anh em. Để lên bắt gan nha. Chưa từng thấy con rắn mù lịch nữa. Lụm gạo rồi. Đi hai con luôn. Hai con mù lịch luôn. Nè đây con này nè. Con kia nãy chạy xuống. Nó chạy cây. Đây. Ê, ba con luôn. Rồi hai con à. Tình kia nó chạy xuống. Đi hai mù lịch. Rồi giờ đây bắt ra nha. Tiền xăng đâu. Ôi, hai vợ chồng nó luôn. Hai vợ chồng nó. Hai vợ chồng nó. Có con cỡ à. Lụm nó luôn nha anh em. Bữa nay nhờ xếp heo ít muối có mà ít quý vị, một hai con nó cắn chứ nó không có đeo đồ khủng như hổm. Bây giờ có ốc trong này luôn, giờ bắt ra từ con. Gom gom nãy giờ cũng bộn vô dẫn nè, bộn gắn cho bộ đó đã không, chưa thăm xong nha quý vị, chưa xong mà cỡ này rồi nè, gắn luôn. Ừ. Hết biết rồi. Đây này em ơi. Đó. Đã chưa. Ừ, vậy mới mê anh em. Lụm gạo. Hết biết rồi. Hết biết luôn rồi. Rồi. Đi nó to nữa. Để lên đổ ra nha. Bắt lương gì mới sướng anh em ơi. Bắt lương gì nó mới sướng. Ôi, đã không. Mấy con này là làm gì mà trúng nó vô nổi. Anh biết anh em ơi. Ôi, đã nó đen xì luôn. Thôi vô. Vô rõ. Sao mà chạy con không biết. Còn anh em nó đâu mà nó thâu chưa vô luôn. Đó, gạo. Đồng kia không biết sao rồi.
Cái này bữa đó dính rắn khổng lồ nè. Rồi bữa nay có dính con gì khổng lồ nữa không? Rồi đó hên thôi anh em ơi. Cái đầu này hên nữa sao? Ôi con lương. Nè anh em. Lương nè. Để đây. Lát lại đổ. Đây mình ghe coi. Ê, cái con gì nó khủng khủng không? Quá cái bực bình này. Con đi quá không vậy? Khui khui khui. Ê, lương lương bự lương bự. Đó đây nè anh em, lẫm gạo lẫm gạo. Đó đã không? Đó y tá đi đẳng đẳng này đừng bắt ra nha. Này hai con cũng có lý rồi chứ. Lụm gạo nha quý vị. Đã không? Ê, đụng thắt lát nữa chứ bộ à. Ngày nay được hai thắt lát luôn. Là như sức phèo cái này là nó hết tác dụng hay vậy, nó muốn bu được rồi anh em ơi. Xử con kia luôn. Tay cái tiếp theo lên quay. Ê cái con gì? Trời ơi con cua. Ôi long thần kiếm con cua luôn. Cua càng kinh. Chí gì chịu nói nó không? Vô vậy, vô vô. Trời ơi ba con cua, bốn con cua càng kinh anh em ơi. Nè anh em khó thấy quá nước không, bốn con cua càng kinh không xong. Lần này lần này coi chỗ này không xong rồi đấy. Dương ơi là cái ổ của con cá sặc nè. Giờ nó đi đi, vậy nó vậy đi. Hết chuyện mày, mình lại đây mày đẻ. Ôi ôi luôn bự. Anh em ơi. Ôi con rắn bự nữa kìa. Con rắn súng chà ba nở luôn. Nè. Trời ơi hai con long thần kiếm. Trời vô rồi. Vô rồi anh em ơi. Vô rồi, vô rồi. Hết biết rồi. Hết biết rồi. Lại đây nè, lại đây nè. Này, hơi khó thấy nè. Hơi khó thấy quá. Rồi đây nè. Biết rồi. Hết biết về lương này rồi anh em ơi. Hai con khổng lồ.
Ừ, đi xuống tiền chứ. Lão Điệp ơi, Lão Điệp. Đã không Lão Điệp? Hết biết rồi. Vô máy này nè mày. Rồi gì đó bé Ham. Đặt mà nó không chạy là thôi. Hôm nãy giờ 3-4 cái liên tiếp luôn, không chạy hết. Còn lủng lỗ không anh em? Giá hết bà luôn. Biết sao mà nó vùi được không biết. Nãy có cái kìa, cái lỗ nó bằng ngón trò cái vậy. Trời ơi, đúng lạnh thiệt. Ủa còn con rắn sao ta? Mày bỏ vô đi rồi tắt nó liền. Con điên điển nè, con bù niễn điên điển vậy, gỗi. Bắt con gắn liền mới được. Khoan, mình cởi này ra trước. Con rắn này nó mang con anh em ơi. Con rắn này nó có con nè, bụng bự nè. Thôi Linh thả nó nha. Bụng thiệt. Nhưng mà có cái là nó bụng nó bự quá. Nó đầu cuối nè. Ló đầu lên cái mày. Rồi để Linh là đắng lên bắt mấy con cua kia mới được. Ôi, cua nữa rồi. Trời ơi, kẹp kẹp lủng luôn anh em ơi. Trời ơi, cua cái này nè hổm nè, nhóc cua luôn mà này nó lủng lỗ nè. Thiệt tình. Ôi, chỗ này cua dữ lắm rồi, ở đẳng cũng vậy kìa. Ở đẳng cũng nhóc cua đẳng kìa. Chỗ này thua rồi. Ôi, lùng. Ê, con luôn. Hai ba con gì á. Trời ơi, cua mà lương nha anh em. Lủng những vẫn có lương nha. Đây nè. Đó. Như hai con hay vậy. Cái anh em thấy không ta? Rồi. Hai con lươn. Bây giờ là giờ bắt cua trước ha. Chứ giờ đổ vô sao đổ. Thiệt tình chứ. Hai con này nó. Ôi 5 giờ luôn rồi. Đây bắt thanh phát rồi đó anh em. Thiệt tình chứ. Con lươn nó mạnh ghê thật. Đây nè anh em. Ủa đâu rồi? Bỏ lương vô trước đi, lương quan trọng. Rồi bắt cua kìa, sao? Cua ra nha. Cua để vô đây mới được. Năm giờ mà thăm chưa xong. Nay cũng đi trễ nè. Không trễ gì mà đi sớm hơn đừng rồi.
cua luôn, mày giảm hơi đực nhất. Ơi, bỏ con cua ngoài đi. Chú biết lương thôi. Trời ơi, cua không à, không con lương nào đó á. Chà, mới có gắt hơn nha. Rồi để lên thủ lên bắt mấy con cua này. Còn hai cái nữa nè mày, hai cái xa lắm. Nếu mà tình thủ thì để tối. Đúng luôn rồi. Nó mất lại rồi. Ủa? Trời ơi. Lúc mà đắng mà. Đi lộn rồi. Đắng tím rồi. Có bọt anh em ơi, con bóng nè, con bóng hình xuôi nha, hình xuôi nha. Ui, ủa tìm ghê hả? Ôi ôi, cá rô, hai con rô lắm thì kiếm ba bốn con, hai bốn năm con. Ê, năm con cá rô. Trời ơi, đã. Thôi, giờ để lên đổ ra nha. Ôi, trời chúng mưa luôn anh em ơi. Đó trời, đó tối rồi mà đổ con ba con cá rô rồi đó, đó rồi một cái coi kỹ lên hang là 5-6 lỗ luôn. Hồi giá từ hồi nãy tới giờ đó nè. Trời ơi, không giá thì không có lương. Ở đây nè, chưa từng thấy cái lỗ nè. Đó, ở trên đó. Trời ơi, lương bự hai con luôn, lông thần kiếm rồi anh em ơi. Đây nè, nè tối rồi, nhìn tối anh em không thấy ta nè. Hết biết rồi, đây nè anh em. Hết biết rồi, lẫm lẫm lẫm. Tối thui luôn. Còn một cái nữa, một cái đây dưới có 3 cây số anh em, hơn chứ, hơn 3 cây, có một cái hơn 3 cây số. Lắm nhau rồi, ôi tính này khắc rồi anh em ơi, không ngờ trúng rồi, thằng mấy cái đầu mà chán nản quá, trời ơi cái lỗ nó bự, con chuột nó cắn anh em ơi, cái lỗ nó bự hơn cái lỗ hồi nãy nữa. Đã chưa anh em ơi, đã chưa, hai con khổng lồ nha. Trời ơi, đã thiệt anh em ơi, công nhận đã thiệt. Thôi tình thủ anh em ơi, còn giá nữa. Trời ơi, còn giá nó tới thui luôn rồi, biết tâm cái kịp kịp không nè anh em ơi. Dù mảnh ơi, bữa nay tổ đại nữa rồi. Lên cột lại rồi lên giá này lại mới được. Tối chứ cũng phải giá. Bạn mới có ăn chứ. Còn giá là không có ăn anh em. Rồi, giờ Linh đã về tới nhà của anh chị. Còn bữa nay à, gấu nó gắn nó chết rồi con, chết rồi. Bữa nay Linh dẫn về tối đó anh em. Ý gì có con lươn bông bông ngộ ta gì đó. Lươn bông nữa anh em, còn một cái nè, Linh vẫn không thăm kịp vì cái đó quá xa, tới 3-4 cây số luôn. Linh lụm ốc ra
gắn. Gắn đi. Ừ. Ui cho bà. Bà luôn. Ôi con cua kìa. Con nhỏ. Hai cua. Ôi mày. Con đập được không? Quá đã anh em ơi. Này Linh trúng mánh rồi. Hết biết không? Đập nó lẹ. Đừng bự bự không. Đã quá rồi. Hết biết anh em ơi, bữa nay đều luôn nha. Nay luôn đều đều. Hết biết rồi. Tính này thất thu anh em. Mấy cái đầu thấy hiu hiu rồi. Ơ có luôn á, kìa. Cái sòn quá bự anh em ơi. Cái sòn này cái sòn 70. Này con này con cho rồi. Điên điển nè. Cho anh trời nữa. Con điên điển nè. Đã không em ơi. Đó giờ Linh đâu có biết cái vụ mà đặt lương này đâu. Nhờ nhiên nó chỉ nè. Mà Linh đặt trễ rồi. Năm nay đặt trễ. Người ta ăn đã rồi. Về tới mới tới Linh đi đặt. Cũng như Linh đặt này chưa được nửa con nước nữa anh em. Đặt cái này mà đầu con nước ha. Rồi đầu con nước nữa một cái đó nghe anh em ơi. Dù mánh này là hơn cái này chắc luôn. Đây Linh cho anh chị xem cua nè. Đây một cua của Linh. Này ít cua nha. Mà cái này nãy mấy con cá rô Linh để trong này luôn nè. Linh sợ nó nẹt lương. Đây, còn đây bao gắn. Đây bao gắn nè anh em. Ngọn ngang bù lịch không à. Bung súng với bù lịch không à. Nặng lắm. Rồi được con gắn ấy nè. Gắn dư da. Anh em nói gắn dư da này nè. Con này bự hơn bữa con bữa đó. Mà bữa đó con Linh thả dưới đìa luôn rồi. Đìa cá dưới của Linh đó. Trời ơi. Anh em nói thả dưới đìa đi là nó sẽ ăn sạch cá. Coi nè. Tối anh em ơi. Có không hơi khó thấy. Nói chung là cũng ngon á. Ôi. Cũng ngon. Rồi. Quá wow, ok luôn. Trời ơi đặt cái này dính luôn bự bự không mê thiệt. Trúng là không có qua nổi. Trúng là không qua nổi 12 con ngục. Mà nó khỏe nó anh em. Còn người đặt trúng thì nó hên xui nữa. Cực nó ngày nào cũng đi đặt. Và phải như mà đặt mà ngày nào cũng đặt mà được cỡ như vậy thì ngon. Mà đặt trúng đó là lương cối nó ít có lắm nha anh em. Lương nhỏ thôi. Rồi cô anh chị hãy chúc mừng Linh nha. Bằng cách là cho Linh một like và một lượt đăng ký luôn. Xin cảm ơn cô anh chị rất nhiều. Hẹn cô anh chị lại video sau.